ai lên tới bắt ngó ra nghiệt thế hỏi thăm tên nửa Chúa Nguyệt nơi nào hỏi gà phố kép mà bao mùa ý nguyện. Đi tới đường phố hạ thì hỏi thăm vào mỏ than có đền thờ chùa An Thanh cảnh vắng đủ bốn mùa cầu lộc cầu bình an cây hoa ngọc lan thơm ngát đủ bốn mùa ý. Trông vào Chúa ngự ngôi cao sâu dầu nét mặt cây gậy son Chúa dựng phía sau có lá trầu với một quả cầu ý nghĩ chát mi sơn mi màu xanh lá Chúa ngồi đó lòng mi trần đau xót nhớ khi xưa thầy tổ chiều lễ một người con gái thôn quê lệ lối về Bắc Giang nếu ghế nào nắm quả cao căn thỉnh mời Chúa Nguyệt mà đốn căn trình đồng mà Chúa Nguyệt có tài xem mà số lục nhâm được thầy quỷ khóc mà tiên sinh chọn một đời làm phục cứu dân nàng ý biệt tài Chúa xem bói bằng bài tây xem trong gia sự cửa nhà không có sai
Nếu ghế nào đi cầu lộc cầu tài, cầu con cầu của cho gái trai đẹp lòng, Chúa cho ra chung họ nguyện ghế Chúa thuận một đi lòng. Nhát hát ca lưng để đến ông một tuần nhang, dâng lên tam bao mười phước độ trì, dâng lên tam bao mười phước độ trì. Mang nửa cơm làm trà bồi ý à, vỗ tay lên bản làng, vỗ tay lên cho vang vọng núi rừng, cho con chim làm tổ tiên về với đền Mỹ Giang. Vỗ tay lên, vỗ tay lên cho vang vọng bản đền ý à. Xin ngàn năm mới qua nhiều hoa ý là soi từ thành thị tới kinh đô, soi trong Nam Việt bốn phương thái hòa, soi cho chim hót hoa cười, soi cho sáng tỏ lòng người Việt Nam, Chúa soi cho cuộc thái dân an, soi cho đất nước bốn mùa nở hoa, sông đăng Chúa múa lượn vào gian, soi đường chính đạo châm luân mọi loài, soi đường chính đạo châm luân mọi loài. Lên ngàn, lên lên trên ngàn, lên 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 trên ngàn lắm quả nhiều hoa, nguyệt nhà gót Chúa vào ra sớm chiều, chân Chúa đi đưa lỡ đưa nhà y à. Lạy Chúa, lạy Chúa, 30 mùng 1 người tư hôm 30 mùng 1 hôm rằm 14. Đi tới đâu có đón hoa trồng, chúc về bách điều sớm chiều cá mang, tay mới rơi về bạc rừng vàng, bán cho trăm họ giàu sắc đời đời, bán cho trăm họ đời đời giàu sang. Chân Chúa đi kìa kìa, chân Chúa đi đưa nhởn đưa nhà, bước nào ra bước tiên nàng nguyệt nga, chơi chạy liền vàng đá người ta đi à. Trong tay múa đều Chúa nguyệt đẹp làm sao, bước theo nhịp trống tay múa đều Chúa bà đẹp làm sao. Chật những bước trên cầu mây giặc anh như là cứ xin chật ngờ, hôm nay về bạn làng lạy Chúa thật rằng con đi hân hoan chào đón lên đây ý thức là đẹp, nhìn xem Chúa múa đẹp sao bên người giáo bên người đời, vui hát chúc dân cài muôn dân ấm no đời đời chúc Chúa bà trường sinh.
dốc cao chúa lại đi xuống đèo, đèo lại băng đèo, đường lên trên đền là Thiên Chúa. Đây mây thật là xinh, nhìn xem chúa múa đẹp xinh. Ính nàng ơi, sao nàng ơi, hoa ngàn hoa ngát thương. Dạo chơi đi khắp nơi, hải xanh đang bừng lên bên đồi, chim anh líu lo chào mừng cất tiếng ca chào xuân. Trần phàm báo kẻ con ú mê nhớ xưa thái tổ chiều lê ý ý ý xinh nghe mắt đi đã hơi tối nhỏ bóng đêm sống âm thầm mà lên ba chúng mồ côi cha mẹ gặp được thầy quỳ cốc nghe tiếng niên xinh một đời làm phúc được cứu dân ấy nghe cầm mì đàn tinh liu lạ liu đường phán ra tiếng mán tiếng vương nghề ý nghề à. Nguyệt đi hồ bói linh phán truyền số từ số sinh nghề à. Số từ chúa cài sinh cho đồng chân giam gặp mết nơi nơi đi. Thánh giang